Xin chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh youtube của LG Đồng Hồ uh, Video ngày hôm nay là một cái video cuối năm rồi Thì em nên cho anh em bố cái dòng sản phẩm mà bên em mới về luôn anh em nhé uh, Đối với những dòng sản phẩm này thì bên em về được ở trên đây đó là có cả hàng mới và hàng nước Thì anh em chú nào mà quan tâm đến uh, những cái dòng sản phẩm nào trong cái video cho... uh, ngày, hôm, ngày hôm nay thì liên uh, lại sớm để đặt hàng anh em nhé uh, Em có của Nhật, này, của Orenstar, của Citizen, rồi là của T-shirt Thụy Sĩ em cũng có nhé, về với một cái... À, số lượng hàng nó không có quá là nhiều và à, để cho anh em một cái mức giá tốt nhất cho anh em cái dịp cuối năm này cho anh em chơi tết nhé. thì anh em chú nào mà quan tâm thì liên hệ sớm qua Zalo là 03, 47, 808, 219 hoặc là gọi điện trực tiếp qua hotline số máy này luôn. thì à, em sẽ gửi hàng đi cũng như là Zalo cho anh em một cái mức giá tốt nhất và đối với những con hàng như thế này thì Ờ, bên em anh em uh, khi mà đặt hàng thì với cái chính sách bán hàng ở bên em thì anh em cọc trước tối đa cho em là 200.000 để bên em gửi hàng đi bởi vì là những cái số lượng hàng như thế này thì bên em nó không có quá nhiều và để đảm bảo và chắc chắn về cái đơn hàng của em cũng như là đến tay của khách hàng thì làm sao nó phải có một chút gì đó gọi là anh em cọc để bên em gửi hàng đi thì uh, khi mà anh em nhận hàng đúng không mã sản phẩm thì anh em mới cần thanh toán phần còn lại thôi còn không thì bên em sẽ hoàn cọc lại cho anh em thoải mái vô tư nhé rồi, thì đầu tiên thì em sẽ bóc hộp ra cho anh em một cái dòng sản phẩm Một cái dòng sản phẩm Orange Star đi Đó, Ở đây thì em đang có một chiếc của Orange Star. Bản này là bản Orange Star no, uh, Xin lỗi các bác, là Orange Star mặt đen Thiết kế uh, form cũ ngày xưa, bản version 1 anh em nhé Màu đen piano rất là đẹp, trải tia uh, Với form size của em này vẫn là giữ một cái form size 39.3 Thì anh em xem qua này Chúng ta sẽ có một cái bản version 1 với 40 giờ chữ có tối đa Thì chúng ta sẽ có một cái cái mắt thừa được ở trong cái hộp như thế này nhá cùng với đó là một cái sổ sách đây sổ sách đầy đủ hết cho anh em và em này thì với mã là vkz 007 một uh, n em sẽ để cho anh em đây mức giá là 4 triệu bốn trăm nghìn đúng không ạ uh, đây là mức giá trên thể tác thì khi mà anh em liên hệ sớm uh, em sẽ ưu tiên cho anh em khách hàng đầu tiên và em sẽ ưu tiên cho anh em nào mà khách hàng đầu tiên nhé gọi điện liên hệ trực tiếp đến bên em thì em sẽ để cho anh em một cái mức giá giao lưu tốt hơn với cái mức giá ở trên video được chưa ạ à, một cái phiên bản orange star mặt đen với thiết kế uh, có nịch ngài ở góc hướng 9 giờ và chúng ta sẽ có một cái kim sang paris Europe ở góc hướng 1 giờ như thế này anh em nhé tương à, thường thường thì chúng ta thấy cái phần kim sang ấy, đối với những phiên bản bây giờ thì nó thường thường có một hướng 12 giờ nhưng mà trước này thì nó sẽ có một cái thiết kế em thấy nó khá là nạ và đẹp này nó phá cách đi một chút thì nó sẽ có một cái thiết kế kim xăng báo cót ở góc hướng 1 giờ đó, nó khác đi và chúng ta sẽ có một cái logo Oresta ở góc hướng 6 giờ cùng với đó là dòng chữ Japan à, phiên bản này là một cái phiên bản form cũ nên là mức giá mức giá cả thì nó nói chung là nó cũng cũng cũng, cũng tốt rất là tốt cho anh em một phiên bản hàng nước nhé đây thì em công bố luôn cho anh em là hàng nước nên là anh em nào mà cứ cân đối được thì nên tay thì liên hệ đặt hàng à, hơn 4 triệu một tí anh em đã sở hữu được một dòng cao cấp của nhà Oren Hàng, hàng nước nhưng mà còn rất là đẹp anh em xem qua mặt đen khỏe khoắn và nam tính anh em chú chơi đeo chơi trong cái dịp tết hay là đi uh, hội tiệc thì vẫn có thể đeo đẹp với chiếc này những cái bộ cọc số của em nó thì được thiết kế dạng kẻ vạch và sẽ có dạ quang những cái dạ quang thì nó sẽ có những cái chấm bi dạ quang ở phần đầu thôi thì uh, em sẽ soi qua cho anh em những cái chấm bi dạ quang này thì nó sẽ hấp thụ ánh sáng và khi mà về tối, buổi tối thì nó sẽ phát sáng cho anh em. Và một cái điểm lưu ý cho anh em là cái dạ quang của những cái dòng đồng hồ ấy thì nó sẽ chỉ phát sáng được trong khoảng độ tầm 15 cho tới 20 phút thôi, tầm tầm đấy thôi. Còn các bác cứ nhiều bác thì cứ nghĩ là dạ quang của đồng hồ thì nó sáng, cứ về đêm nó sáng hết cả đêm nhưng mà không phải anh em nhé Nó chỉ sáng được một nốt thôi chứ nó không phải là nó như nó không phải đèn pin đâu. Đó, nó chỉ sáng được một nốt thôi chứ nó không phải là sáng cả đêm đâu nên là khi mà nó có ánh sáng vào thì nó sẽ hấp thụ ánh sáng và nó sẽ phát ra cho anh em xem về buổi tối nó dễ nhìn hơn hỗ trợ cho người dùng dễ nhìn hơn à, một cái thiết kế nữa thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế nhìn khá là nạ đúng không ạ sẽ có một cái thiết kế núm chỉnh được đặt ở góc hơn 4 giờ đây cho anh em với cái thiết kế núm chỉnh này thì chúng ta sẽ có là nhấc ra nhẹ một nút nhẹ một nấc này thì chúng ta sẽ có chỉnh nịch ngày và muốn chỉnh giờ thì chúng ta rút ra thêm một nấc nữa và chúng ta chỉnh giờ thôi rất là tiện kim thì sẽ có là kim reserve, thiết kế hình rẻ quạt được đặt ở góc hướng một giờ Mức giá là hơn 4 triệu cho anh em được chưa ạ à, Mức giá này còn rẻ hơn cả một con SK được chưa anh em Nó còn rẻ hơn cả một phiên bản Oren SK bản mới 2019 nhá Đó mà đổi lại thì chúng ta sẽ có một phiên bản hàng nước Đó đẹp dễ lên tay với mức giá hơn 4 triệu một tí Nên tay trong những ngày Tết thì cũng rất là ok Đó Để anh xem qua à, Mặt đáy của em này thì sẽ có là mặt đáy hở với bố văng của Oren Chúng ta sẽ có là dòng chữ Make in Japan Đó và sẽ có là chống nước 13 tương đương 100m và thân theo không gì với cái mức độ chống nước 13 thì anh em đi mưa tắm giặt rửa tay bơi nội thoải mái cho anh em anh em nhé Đặc biệt là à, anh em nào mà mua phải những con đồng hồ hàng giả ở nhà ấy mà à, Chúng ta quan ngại về những cái cái, cái 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 chống nước rồi là cái độ bền của sản phẩm Thì bên em vẫn có cam kết là anh em đi check hãng toàn quốc thoải mái không vấn đề gì Tiếp theo thì em có là một chiếc nữa của Citizen Chiếc này là chiếc thứ hai anh em nhé Chiếc thứ hai của Citizen à, Em này thì em có tình trạng đó là sản phẩm hàng mới rất là nhiều anh em chú là hỏi em về những cái dòng sản phẩm của Citizen và mức giá tầm trung thì uh, hôm nay thì nên cho anh em luôn một chiếc Citizen mặt đen giá tầm trung thể thao cá tính và nam tính cho anh em đeo rất là đẹp và dễ chơi uh, với một dòng sản phẩm máy Miyota của hãng thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế mặt dial đen piano với cái tông màu đen thì nó rất là dễ phối đồ và đặc biệt hơn nữa là nó mang lại cho chúng ta được cái sự nam tính và vẻ đẹp riêng biệt của cái dòng mặt đen này khi mà anh em đeo lên tay nó nhìn tháng qua thì nó đơn giản nhưng mà nhìn càng lâu thì nó càng hút hồn người xem và nó sẽ mang lại cho chúng ta một cái vẻ đẹp hàn mỹ hơn à, ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế mặt đều hai nòng với nòng trong thì chúng ta sẽ có là vân trơn và nòng ngoài thì chúng ta sẽ có những cái đường vòng tròn đồng tâm nó chạy ở xung quanh cái phần mặt số và những cái bộ cọc số của em này thì sẽ có là bộ cọc số kẻ vạch và được thiết kế bằng thép không dỉ nhá chống dỉ luôn cho anh em và sẽ có là được đánh bóng ở những cái phần cọc số như thế này với em này thì sẽ có mã là NP1010 gạch 51E Thì uh, em này thì em sẽ để cho anh em với mức giá là 5 triệu bốn uh, 400 nghìn nhá 5 triệu 400 nghìn một phiên bản hàng mới uh, nội địa nhật Và anh em để cho anh em nói chung là giá giao lưu hữu nghị trong cái đợt đợt cận, cận Tết này Anh em lên tay cho nó dễ Đó, Hàng mới hộp số thẻ em có đầy đủ thì anh em chú nào mà cứ cân đối được trước này thì uh, nên tay, muốn nên tay thì có thể liên hệ sớm qua cho em Duy là Zano À, 0347 808 80, 219 80, hoặc là liên hệ trực tiếp qua hotline số máy này luôn. Với một em Citizen như thế này thì bên em vẫn sẽ bảo hành cho anh em là 5 năm. Đó 5 năm với cái dòng máy là 4197, Caliber 4197. Đó, đầy đủ những cái thiết kế uh, rất là đẹp, nộ cơ này, rồi là kim giây được đặt riêng biệt ở góc hướng 5 giờ và chúng ta sẽ có một cái thiết kế nữa là giờ GMT, giờ ngày và đêm cho người sử dụng là uh, biết rõ hơn về cái thời gian khi mà sử dụng đồng hồ. Đây em xem qua, em sẽ chỉnh cái phần giờ nó qua một chút. Đó, chúng ta sẽ có một cái vòng chỉnh giờ GMT ở góc hướng 9 giờ này. Đó, giờ ngày và đêm đấy ạ. Và chúng ta sẽ có một cái thiết kế nộ cơ rất là nạ ở góc hướng 7 giờ như thế này. Thường thì chúng ta sẽ sẽ thấy là nộ cơ thường thường của những cái dòng Orient Star thì nó sẽ nộ cơ góc hướng 9 giờ hay là của Seiko cũng thế. Nhưng mà Citizen thì người ta luôn luôn là cho chúng ta một cái thiết kế nó nạ, nó khác biệt đi, nó không giống với những cái phiên bản khác. Thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế nộ cơ ở góc hướng 7 giờ. Và với cái vòng nộ cơ này thì chúng ta sẽ có thể là chiêm ngưỡng được cái vành bánh tóc này của chiếc này. Thông qua cái nộ cơ này với cái cỗ máy seri là 4197 và chúng ta sẽ có thể nhìn xuyên về đằng sau luôn anh em nhé. Rất là đẹp với một bộ mặt kính là mặt kính sapphire cho anh em. 5 triệu 4 thì chúng ta có một bộ mặt kính sapphire nguyên khối này. Có bảo hành 5 năm và anh em sử dụng năm đầu tiên thì không phải mất một đồng nào về máy móc đó kể cả do lỗi người dùng nên là anh em cứ yên tâm form size của em này em đo thì là form size đâu đó khoảng độ size 38 39 thì cổ tay của anh em nhỏ cực kỳ nhỏ anh em cũng có thể đeo được chiếc này rồi nên là anh em cũng cần phải no khoảng độ tầm 10 năm thì anh em lên tay đẹp với chiếc này rồi à, về phần mặt đáy thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế mặt đáy hở với bố vang của Citizen chúng ta sẽ có Canelo 4197 có nên có tay nên có tự động đầy đủ hết cho anh em với chiếc này thì chúng ta sẽ có là chống nước 100m đi mưa tắm giặt ở tay bơi nội thoải mái vô tư không vấn đề gì Uh, MAKE In Japan, số seri của máy, uh, kính sapphire và thân thiết không gì. Uh, một chiếc Citizen mặt đen, mà mức giá chỉ có hơn 5 triệu một tí thì em nghĩ đây là một cái phần form rất là chuẩn cho anh em. Thứ nhất là về tài chính và thứ hai là về cái thiết kế của hãng nữa. Uh, một cái thiết kế về máy Miota, đẹp, bền, dễ đeo uh, và đặc biệt là mức giá nó tiếp cận người dùng dễ hơn. kể cả anh em đeo chiếc này đi chơi này, uh, đeo trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày hay là đeo đi dự hội dự tiệc tết tư này nọ thì đeo ok thoải mái chả vấn đề gì nộ cơ nam tính khỏe khoán mặt đen piano mức giá 5 triệu tư cho anh em trước nay anh em chú nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm này thì liên hệ sớm để đặt hàng anh em nhé bởi vì là em hiện tại thì em có hai chiếc mặt đen như thế này à, anh em nào mà cứ cân đối được tài chính thì liên hệ để đặt hàng à, mức giá này thì đây là một cái mức giá sát ván cho anh em rồi nên là anh em nào mà à, quan tâm và muốn trên tay thử nghiệm thử trải qua à, những cái dòng của citizen ví dụ như chúng ta đã có Seiko, có oren rồi thì chúng ta có thể là thử qua một cái phân khúc khác hoặc là một cái hãng khác như là Citizen để uh, chiêm ngưỡng cũng như là để nên tay một số những cái cũ máy của Citizen xem là cái điểm đặc biệt của nó ở chỗ nào uh, tiếp theo thì ở đây thì em có một chiếc nữa là một chiếc Citizen uh, trước này thì là hàng em mới về em vừa cập bến luôn một số những cái mẫu hàng. À, kể cả hàng nước và hàng mới trong video ngày hôm nay thì em đang có bốn chiếc và em sắp có một nô hàng nữa em cũng sắp cập bến tại cửa hàng thì em sẽ lên video dần luôn cho anh em nói chung là hàng về cái thì em cập nhật luôn cho anh em về cái mức giá và lên video luôn cho anh em để làm sao mà cập nhật luôn về cái tình hạ tình trị tình trạng hàng cũng như là về cái mức giá cả nhé à, đối với chiếc này thì em cũng có một cái tình trạng ni phung bốc hồ sổ thẻ 100% phần à, em này thì em sẽ có là hai chiếc tại cửa hàng em mới về thì em lấy đại diện một chiếc em lên cho anh em thôi À, ở đây thì em đang có một chiếc Citizen mặt đen với một cái thiết kế nó nay nái giống ronex em nhé giống một chiếc uh, ronex thật sự là về cái thiết kế nếu như mà anh em nhìn nướt qua thì nó sẽ nay nái với một số những cái dòng của ronex với một cái thiết kế kim uh... Uh, một cái thiết kế kính giọt nước ở góc hướng 3 giờ zoom cái phần ô nịch ngài lên cho chúng ta đây là một cái thiết kế nó đặc trưng ở trên những cái dòng của Rolex nó rất là đẹp và sang trọng mang lại cái vẻ đẹp quý phái cho người đeo cùng với đó là chúng ta sẽ được trang bị thêm một cái bộ mặt màu mặt đeo màu xanh blue xanh thiên thanh với những cái phần xanh nhất là chúng ta sẽ có màu nổi nhất ở cái phần mặt trung tâm và hướng ra hai bên hướng ra xung quanh ở cái phần mặt đeo thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế mặt đen đó sẽ có một cái thiết kế đen ở những cái phần chóp của cái phần kim giờ và kim phút rồi thì chúng ta sẽ có chiếc này em để cho anh em một cái mức giá giao lưu hời nhất cho anh em 6 triệu 600 nghìn được chưa ạ Anh em với chú nào mà quan tâm đến trước này với mức giá 6 triệu 6 nhá Thì uh, liên hệ sớm Nói chung là mức giá này thì em công bố ở trên video Thì anh nào, anh em nào hay là các bác chú nào mà muốn trên tay sử hữu em nó Thì cứ liên hệ em sẽ để cho anh em một cái mức giá giao lưu tốt hơn đó, nếu như mà anh em thiện chí mua hàng thì em sẽ để cho anh em một cái mức giá giao lưu tốt hơn và uh, với cái mức giá ở trên video cái này thì em cam kết luôn cho anh em nhé nói chung là anh em cứ liên hệ đó anh em nào thiện chí mua hàng muốn lên tay sở hữu một dòng trải nghiệm trải nghiệm một dòng sản phẩm của Citizen máy Miota đến từ Nhật thì chúng ta có thể liên hệ sớm để đặt hàng với form size của em này thì cũng loanh quanh đâu đấy khoảng độ tầm form 38 39 thì với form như thế này thì anh em và các chú nên cổ tay cứ yên tâm đâu đó trong khoảng độ tầm uh, 10 năm thất lên 10 năm cho tới 17 thì anh em đeo rất là đẹp với trước này và một cái thiết kế vintage rất là đẹp uh, mang thiên hướng của Ronex thì em nghĩ là rất là sướng tiền để nên chơi với mức giá là chỉ hơn 6 triệu một tí thôi là chúng ta đã có thể trải nghiệm được dòng một dòng sản phẩm đẹp như thế này với mặt đào màu xanh trải tia ở ờ, những cái bộ kim cọc của chiếc này thì nó sẽ có thiết kế vuông đẹp và rất là nam tính à, với những cái phần dạ quang ở phần uh, cho kim ở đây thì em sẽ soi qua cho anh em xem qua về cái phần dạ quang của chiếc này Dạ quang của Citizen thì đây cũng là một cái dạ quang rất là sáng và dễ lên tay mang lại trải nghiệm và cảm giác cho người đeo một cái thiết kế nó đẹp và kể cả là các bác các chú là mắt kém đó về muốn nhìn về đêm đó, hay là đi đêm nhiều mà chúng ta là cần một chiếc đồng hồ có thể là hỗ trợ chúng ta nhìn trong buổi tối nó tốt hơn thì em nghĩ là đây cũng là một dòng sản phẩm nó thuộc tốt mà anh em đáng sưu tầm và dễ lên tay mức giá là 6 triệu 600 nghìn cho chiếc này ở đây thì chúng ta sẽ có một cái chiếc thiết kế với cỗ máy series 8210 thì chúng ta sẽ có đầy đủ cho anh em nên có tay rồi nên có tự động cũng như là uh, xin các bác là chưa có dừng kinh doanh khi chỉnh giờ và một phiên bản này thì chúng ta sẽ có là phiên bản Japan Moment uh, sản xuất và nó ra tại nước thứ ba đã được kiểm định của nhà máy của Citizen rồi anh em nhé sẽ có là thông số kính sapphire stainless steel tương thép công gì Citizen và chống nước của chiếc này chống nước 53 tương đương với 50m đi mưa tắm giặt ở tay bơi nội thoải mái cho em Uh, tiếp theo là về cái phần mặt dây của chiếc này thì em thấy là chiếc này thì nó sẽ có một cái phần dây nó thiết kế cũng thiên hướng của những cái dòng Rolex anh em ạ Thiết kế dây rất là đẹp luôn anh em nhé, dễ lên tay cực kỳ luôn Các bác các chú hay là anh em các bạn trẻ nào mà muốn trên tay và sở hữu trải nghiệm em này thì có thể liên hệ sớm để đặt hàng với mức giá là 6 triệu 600 nghìn Em công bố trên video Anh em nào mà quan tâm thì liên hệ sớm để đặt hàng uh, với một cái mức giá rất là thơm cho anh em Và kèo này thì em nghĩ là trong cái dịp cuối năm này thì uh, mức giá này thì anh em lên tay thì thoải mái rồi hàng đẹp hàng chất lượng cho anh em dễ lên tay dễ sở hữu và dễ trải nghiệm mức giá nó không quá quá là cao nhưng mà chúng ta đổi lại có một cái thiết kế nó đẹp pin mềm uh, mang thiên hướng của rolex uh, mang thiên hướng của rolex và cũng là xuất xứ của nhật bản máy miyota uh, của citizen nữa và chiếc cuối cùng cho video ngày hôm nay thì em có là một chiếc uh, của t tissot chiếc uh, này thì em về được là dòng PRX Ờ chiếc này thì em về đó là hàng nước anh em nhé hàng nước ờ, anh em chú hay hỏi em rất là nhiều về cái dòng của t-shirt này với những cái đặc biệt là với những cái mẫu mã của PRX thì thật sự là PRX thì mang lại cho chúng ta những cái thiết kế nó đẹp này nó mang thiên hướng dress squad pha chút hiện đại bởi những cái phần mà số rồi nè những cái thiết kế phần kim cọc của chiếc này ở đây thì em đang có một chiếc uh, t-shirt PRX 1853 với cái máy thời lượng chữ cót là Peltic 80 với 80 giờ chữ cót tối đa cho anh em và các chú lên tay thì dòng sản phẩm này thì em sẽ công bố luôn cho anh em về cái mức giá nhá đối với chiếc này thì em chỉ có một chiếc duy nhất không có chiếc thứ hai Đó, hộp sổ em có đầy đủ ở đây cho anh em này sổ của t-shirt em có đầy đủ nhá đây em xem qua Đó, sổ bảo hành của t-shirt ở đây thì em là có một chiếc hàng nước đã được mua vào ngày 9 tháng 1 năm 2022 đã đầu năm 2022 Đó, Và năm nay năm 2024 Nhưng mà về cái thiết kế của em này thì em đánh giá còn rất là cao Và ở đây thì chúng ta sẽ có mắt thừa Với tổng cộng là 5 mắt thừa cho anh em Chiếc này thì nó đã cắt mắt rồi Và khi mà anh em mua về Nói chung là nếu như mà cổ tay anh em nào vừa vừa và nhỏ nhỏ nhá Thì nói chung là mua về và nên tay đeo được luôn Đó, Như cổ tay của em hiện tại thì cổ tay của em là 16 Thì sẽ nên tay thử với chiếc này nó hơi bé anh em ạ Cổ tay 16 thì nên tay nó nó, nó nó hơi chật hơi cứng Bởi vì là cắt mắt thì năm mắt rồi anh em Đấy, cổ tay 16 của em đây. Nên tay thử với chiếc uh, t-shirt PRX mặt xanh. Uh, em thấy cái màu này nó tươi anh em nhé. Màu này nó tươi với mức giá em để cho anh em chiếc này 13 triệu. 13 triệu cho một chiếc t-shirt hàng của thụy sĩ Sweet Make như thế này. Uh, em này thì với giá hãng thì niêm yết đâu đó khoảng độ tầm uh, 23 cho tới 25 triệu. Uh, một chiếc hàng mới. Còn uh, để với MG thì anh em bỏ ra một số tiền ít hơn. Và chúng ta trải nghiệm được một cái dòng sản phẩm đến từ thụy sĩ đẹp và rất là ok cho anh em em này thì sẽ được trang bị một cỗ máy với thời lượng chưa có 80 giờ với cái đầu máy của chiếc này là c một 111 uh, nó được uh, nâng cấp lên từ những cái cỗ máy của uh, dòng ITA 2824 ấy nó đã được nâng cấp lên với thời lượng chưa có lâu hơn là hai là 80 giờ cho anh em với uh, 80 giờ này thì chúng ta sẽ có một cái thời lượng và cái thời gian sống của đồng hồ nó được tăng cao và kể cả anh em có đeo ít chiếc này thì thời lượng sống của đồng hồ này thì nó vẫn được giữ nha anh em nhé Chiếc này thì sẽ được trang bị thêm một bộ mặt kính sapphire nguyên khối chống trời xước tốt cho anh em này với phần form size của chiếc này đâu đó khoảng độ tầm xe 41 42 thì uh, nên cổ tay cho anh em đâu đó khoảng độ tầm 16 anh em lên tay khoảng độ tầm 16 chiếc này thì rất là vừa rồi uh, sẽ có đầy đủ chức năng cho anh em nên có tay nên có tự động rồi là hacking stop rồi kim dây khi chỉnh giờ đầy đủ hết chức năng cho anh em nhé và sẽ có một cái thiết kế Onyx lịch ngày ở góc hướng 3 giờ như thế này sẽ có logo t-shirt 1853 ở góc hướng 12 giờ và sẽ có dòng chữ PRX máy vào thích 80 này sử huyết cho anh em một phiên bản đến từ Thụy Sĩ à, mặt đáy thì sẽ được trang bị thêm một bộ mặt đáy hở với bố vang của t-shirt 1853 chúng ta sẽ có là qua thời xuyên tường trong lúc 13 tương đối với 100 mét nước, 100m nước. À, Sapphire Crystal t-shirt 1853 à, Stainless Steel thật không gì nếu như mà anh em nào mà là tín đồ của những cái dòng của thụy sĩ hay là những cái dòng uh, t-shirt thì em nghĩ là anh em đáng chơi và đáng lên tay với cái dòng sản phẩm này với một cái thiết kế dây có thể nói là bát sáng cực kỳ là tốt vẫn là những cái dây thiết kế từ ngày xưa của t-shirt rồi mang lại một cái điểm riêng biệt nó không giống với những cái dòng các cái dòng dây khác Đó, dây của t-shirt thì nó bắt sáng tốt này nó tạo cho chúng ta được những cái cuồng sáng khác nhau ở dưới những cái ánh sáng khác nhau 13 triệu cho một siêu phẩm t-shirt PRX máy tám 80 này anh em nhé anh em chú nào mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ sớm để đặt hàng em chỉ có là một chiếc và vẫn sẽ bảo hành cho anh em với chú 5 năm anh em chú chơi thoải mái đi nó nao dầu rồi bên em sẽ có hỗ trợ cho anh em rồi bảo hành máy móc kể cả cho những người dùng nào đầu tiên anh em không mất một cái đồng nào nên là cứ chơi thôi đó, chiếc này thì nói chung là đeo đi dự hội dự tiệc đeo đi trong cái dịp tết thì cũng rất là ok này dạ quang đều có những cái đầu cọc số dạ quang đều có hỗ trợ cho anh em nhìn đêm Thiết kế ba kim một nịch rất là vi tế và cổ điển cho anh em nhé. Mức giá 13 triệu, anh em nào quan tâm thì nên sớm để đặt hàng. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.